nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu du lịch Mang Đen, huyện Công Long, tỉnh Con Tâm đến năm 2045 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1492 ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2023. Tại quyết định này, diện tích nghiên cứu lập quy hoạch chung xây dựng khu du lịch Mang Đen trên 90.000 hecta với trọng tâm là khu du lịch nằm trong quy hoạch tổng thể phát triển du lịch quốc gia, có vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là du lịch cho tỉnh Con Tum, khu vực Tây Nguyên và cả nước. Quy hoạch chung đề ra mục tiêu phát triển khu du lịch Mang Đen thành điểm đến hấp dẫn với các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với cảnh quan thiên nhiên, đa dạng sinh học và văn hóa truyền thống, trong đó giải quyết tốt các vấn đề về môi trường, lao động, việc làm, an sinh xã hội. Đồng thời phấn đấu trước năm 2045, khu du lịch Mang Đen sớm đạt các điều kiện để được công nhận là khu du lịch quốc gia. Dự báo quy mô khách du lịch dự kiến đến năm 2030 đạt khoảng 2,5 triệu lượt khách một năm, đến năm 2045 đạt khoảng 5 triệu lượt khách một năm.